Sáng ngày 28 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Dự và chúc mừng có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường liên kết đào tạo nghề với trung tâm. Về phía huyện có đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm học 2022-2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông và đạt được những kết quả nhất định trong năm học. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trường học trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, thực hiện đảm bảo các hoạt động xây dựng xã hội học tập, đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên và các chương trình giáo dục thường xuyên. Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã có 117 trên 411 học sinh xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt 204 em, v.v. Trong năm học 2022-2023, với sự quyết tâm và sự nỗ lực của cán bộ giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên đã hoàn thành kế hoạch tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, được đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên lên đánh giá và kiểm định. Kết quả, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Định Hóa đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Định Hóa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho trung tâm. Các cơ quan đơn vị đã tặng hoa chúc mừng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên nhân dịp bế giảng năm học và đón nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Nhân dịp này, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện đã tổ chức trao thưởng, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích trong năm học 2022-2023.